Dưới cơn mưa phù nhẹ có hai kẻ khờ chơi xe lướt nhanh. Lách lên qua dòng người vẫn đang ghi chặt tay xe lăn bay. Gấp phanh nơi đèn đường đêm tay chưa còn ba giây đèn xanh. Và em nói yêu anh, bờ vai của anh là nơi mà anh thấy yên bình nhất. Đừng muốn nương tựa vào anh từ nay về sau, mãi mãi chọn tình yêu từ sau. Sao đèn đường như em đêm anh hát vu vơ bên bông mày cầu trên đầu không đôi em viên la 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 là nghe nhịp đập con tim lướt nhanh từ câu hát yêu ai bàn tay của anh là nơi muốn mình nhất. Hello, hôm nay Dung sẽ hướng dẫn các bạn đệm hát bài Giữa Đại Lộ Đông Tây. Thì trước khi vào với bài này là cho Dung xin được gửi lời cảm ơn đến bạn mà đã donate cho Dung với lời nhắn là donate bài Ngày Chưa Dung Bảo. Dung cảm ơn bạn rất là nhiều và chúc bạn sẽ luôn giữ được đam mê với cây đàn của mình nhé. Ok, đến với bài Giữa Đại Lộ Đông Tây thì các bạn sẽ sử dụng kẹp cabo, mình kẹp vào ngang đàn thứ hai là mình sẽ chơi bằng với tông của ca sĩ Uyên Linh ha. Và bài này mình sẽ có một số hợp âm như sau: rê thứ, ký hiệu là DM, dây bass là dây số 4 nè. Dây đàn của mình từ trên xuống là 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mỗi hợp âm nó sẽ tương ứng với một dây bass ha. Rê thứ thì dây bass là dây 4. Rồi tiếp theo là son trưởng, ký hiệu là chữ G, dây bass là dây số 6. Thì son trưởng các bạn bấm như vậy cũng được hoặc là bấm như vậy cũng được. Rồi tiếp theo là đô trưởng, ký hiệu là chữ C, dây bass là dây số 5. Pha trưởng, ký hiệu là chữ F, dây bass là dây số 4. La 7, ký hiệu là chữ A7, dây bass là dây số 5. Mi 7, ký hiệu là chữ E7, dây bass là dây số 6. Rồi ở cái khổ đầu tiên á, các bạn sẽ đệm như sau. Rồi mình sẽ đánh là bass 3 2 1 đập. Bass nè là tương ứng với từng hợp âm, xong rồi đánh 3 2 1. Rồi các bạn đập vô dây đàn. Đó, mình chỉ cần đập nhẹ thôi là được. Bát 3 2 1 đập. Rồi sau khi các bạn đập xong thì các bạn nghỉ một chút, đợi chuyển qua hợp âm mới thì mình sẽ lặp lại từ đầu công thức. Bát 3 2 1 đập, chuyển. Bát 3 2 1 đập, chuyển. Bát 3 2 1 đập. Rồi các bạn nghe Dung vô cô hát thử nha, mình xem hợp âm đứng trước cái chữ nào thì đến chữ đó mình sẽ chuyển hợp âm nhé. Đầu tiên rê thứ đứng trước chữ dưới là mình sẽ đánh dây bát và hát ở ngay đó luôn. Dưới cơn mưa phù nhẹ có hai kẻ khờ chơi xe lướt nhanh. Lách lên qua dòng người vẫn đang ghi chặt tay xe lăn bay. Đó, còn ví dụ mà mình muốn lâu lâu thay đổi thì sau khi mà các bạn đập xong các bạn sẽ móc 3 dây 3, 2, 1 lên cùng lúc. Trước khi chuyển qua hợp âm khác á, hồi các bạn quan sát nè. Bát 3, 2, 1 đập, móc. Bát 3, 2, 1 đập. Bát 3, 2, 1 đập. Đó, mình đập xong cái mình móc 3 dây. Rồi mình chuyển qua hợp âm mới và mình đánh trở lại từ đầu công thức. Mình có thể chêm luôn vô cũng được, hoặc là lâu lâu mình chêm. Mình có thể chêm xen kẽ cũng được. Giống ví dụ các bạn xem nè. Dưới cơn mơ phù nhẹ có hai kẻ khờ trên xe lướt nhanh. Lách lên qua sông người vẫn đang ghi chặt tay xe lăn bay. Gấp phanh nơi đèn đường đèn tay chưa còn ba giây đèn xanh. Và em nói yêu ai, bờ vai của anh. Rồi đến cái khổ tiếp theo thì các bạn sẽ đệm cái công thức như sau. Bát 3 2 3. Đó, đánh công thức ngắn như vậy thôi. Bát 3 2 3. Rồi chuyển hợp âm. Bát 3 2 3. Ha, các bạn nghe em đọc lại nè. Bát 3 2 3 bát 3 2 3 bát 3 2 3 bát 3 2 3. Ông cứ đánh hết sau đó mình lặp lại từ đầu và nối liền nhau chứ không có nhịp nghỉ. Bát 3 2 3 bát 3 2 3 bát 3 2 3 bát 3 2 3. Mình sẽ chuyển hợp âm khá là nhanh ha và liên tục. Các bạn cứ tập hai tay riêng lẻ trước, tập tay phải xong tập tay trái.
rồi mình mới ghép hai tay này lại với nhau. Bờ vai của anh là nơi mới đến mình nhất. Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi. Chuyện thế không từ sau làm em tan vào nhau. Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi. Giữa đại lộ đông tây. Rồi đến với cái khổ tiếp theo. Rồi đến với điệp khúc thì các bạn có thể đánh công thức blue cũng được hoặc là mình quạt cũng được. Nếu mà blue thì sẽ nghe như sau. Giữa đại lộ đông tây có mình cầm đôi tay. Đó thì mỗi hợp âm mình sẽ đánh là bát móc đập móc. Bát là rồi móc 3 giây 3 2 1 lên cùng lúc nè. Đó, rồi đập vô giây. Rồi sau khi đập xong các bạn móc nhẹ lên một cái rồi mình chuyển liền qua hợp âm mới rồi mình lặp lại từ đầu công thức ha. Bát móc đập móc 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 bát móc đập móc. Đó, mình quan sát lại nè. Rồi cách thứ hai là mình có thể quạt cái công thức ngắn như thế này. Xuống, xuống, lên. Đó, mình quạt xuống từ dây bát của mỗi hợp âm. Rồi quạt lên là mấy dây chép ở đây ha. Rồi thứ là dây bát là dây 4 thì mình quạt từ dây 4 xuống. Xuống, xuống, lên. Rồi chuyển hợp âm, son trượng. Xuống, xuống, lên. Thì son trượng dây bát là dây 6 nè. Thì là các bạn sẽ quạt trong cái vùng 6, 5, 4 này. Trúng dây nào cũng được hết chứ không có nhất thiết là phải đúng từ dây 6 ha. Rồi quạt lên thì 3 dây chép ở dưới. Xuống, xuống, lên. Đó, rồi làm liên tục nè. Xuống, xuống, lên, xuống. 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 Xuống, lên. Đó, mình cũng quạt liên tục như vậy luôn. Sau đó đến những cái khổ tiếp theo thì các bạn lại đánh trở lại tương tự như ban đầu. Anh chân trên bầu trời nếp sau đèn đường như em nếp anh. Hát phù vơ bên bông mày cầu trên đầu không đôi em về. Đó, mình sẽ lặp lại tương tự như là ban đầu luôn. Rồi đến cái khổ mà trái đất vẫn cứ xoay cuộc đời mai đây á, thì các bạn lại rải bát 3-2-3 bát 3-2-3. À, chỗ này thì Dung không có nhớ rõ cái giai điệu. Các bạn có thể mở nhạc của ca sĩ lên rồi mình rải theo. Bát 3-2, 3 bát 3-2, 3 bát 3-2, 3 bát 3-2, 3. Trái đất vẫn cứ xoay cuộc đời mai đây như thế này. Nhưng em vẫn mong mình vẫn như thế thôi. Ok, như vậy là hết clip rồi đó. Chúc các bạn tập tốt nha. Bye bye.